Các bạn thân mến, trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thủ thuật nốt trong PowerPoint. Vậy nốt nó là cái gì? Trước hết chúng ta có một cái bài giảng kiểu như thế này. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta cần nói lên các cái đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ C Sharp. Vậy thì trên PowerPoint chúng ta không thể copy tất cả những cái này để chúng ta có thể đưa vào PowerPoint được, mà chúng ta chỉ lấy các tiêu đề. Còn các cái nội dung này thì chúng ta, thứ nhất chúng ta phải học thuộc để chúng ta nói lên các cái chức năng này chẳng hạn. Thế thì ở đây PowerPoint nó có một cái chức năng nốt giúp chúng ta không cần phải ghi nhớ những điểm này, mà chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được cái bài giảng của mình mà không cần phải cố gắng học thuộc để làm gì cả. Thế chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ở đây thì tôi đã tạo ra một cái hình nền và một cái slide sẵn sàng ở đây rồi. Thế thì chúng ta chỉ việc làm như sau thôi. Trước hết chúng ta copy các cái tiêu đề rồi đưa vào PowerPoint. Và tốt nhất là nên làm như này cho nhanh này. Đó, chúng ta copy toàn bộ cái này. Tôi đặt sang một chỗ khác chứ không để này thì nó khó. Đó. Thôi copy đến cái phần 6 này thôi, chẳng hạn như vậy. Chúng ta đẩy nó sang đây. Đó. Xóa bỏ như này đi để lấy toàn bộ cái phần tiêu đề nó thôi. Đó. Đấy, rất là nhiều đúng không? Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần copy cái này vào đúng không? Copy 6 phần này vào trong PowerPoint cũng đã là rất là nhiều rồi đúng không? Thế thì chúng ta chỉ việc chuyển cái này cho nó thành PowerPoint rồi đúng không? Để cho tự chữ nó to ra, cái này ra ngoài được chưa? Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy đúng không? Thế thì ở đây thì chúng ta có thể tạo một cái hiệu ứng, chọn animation đúng không? Chọn là whisper đi đúng không? Và chọn từ đây sang from left. Thì ở đây các bạn có thể về phần hiệu ứng thì sau này những cái bài giảng sau thì chúng ta sẽ thực hiện sau đúng không? The start on click đúng không? Thế thì trong cái phần này nó có một cái nốt, chúng ta click vào cái nút ở đây nhỉ để tạo nốt này, click vào đây. Đấy, thì nó sẽ có một cái cửa sổ nốt nó hiện lên, chúng ta cho nó to ra một chút. Sau đó các bạn copy toàn bộ cái thằng này đấy, copy vào, vừa nãy đã copy hết tất cả đến đây rồi đúng không? Chúng ta copy này. Đấy, rất đơn giản thôi. Copy sau đó là đưa vào trong nốt này. Đấy, dán hết vào đây. Đấy, toàn bộ các vấn đề về nói về C Sharp nó là ngôn ngữ đơn giản. Thì chúng ta cũng đã có cái này. Và chúng ta trình chiếu. Nếu mà trình chiếu này thì chả nhìn thấy gì cả. Cho nên các bạn phải chọn cái chế độ ở đây. Click vào đây. Và chọn Show Presenter View. Đấy. Thì khi nó hiện lên cái cửa sổ kiểu như này thì các bạn có thể hoàn toàn đọc ở đây đúng không? Chẳng hạn như tôi click đúng không? Đấy, C Sharp là ngôn ngữ đơn giản thì nó có rất nhiều cái tiện lợi ở trong cửa sổ này. Đó là phần 2 thì khi chiếu lên thì nó ở bên này, còn cái phần mà chúng ta được phép xem trước thì chúng ta đọc ở đây. Và ở đây các bạn hoàn toàn có thể đọc được nội dung C Sharp nó là ngôn ngữ đơn giản. Tại sao như vậy thì chúng ta có thể đọc các nội dung ở đây. Được chưa? Có thể cho chữ nhỏ đi một chút hay như nào đó để các bạn có thể đọc được là được đúng không? Đấy, chẳng hạn như đấy. Đấy, các bạn thấy ở bên cửa sổ bên này nó đã hiện ra này. Click tiếp theo này, phần 2 nhỏ thì phần 3 nó đã hiện lên cái slide tiếp theo để chúng ta có thể thực hiện. Và ở đây chúng ta có thể chọn ra cái vùng phần 2 nhỏ xem nó như nào để chúng ta có thể đọc toàn bộ cái nội dung này lên trên cho người nghe. Thế người nghe người ta cứ tưởng mình học thuộc nhưng thực tế không phải đâu. Chúng ta đã hoàn toàn có các cái nốt này. Đó, nó đã phục vụ chúng ta rồi đúng không? Ở trên cũng có một cái điểm lưu ý nữa là ở trên slide này các bạn sẽ không nhìn thấy hiệu ứng, nhưng khi chiếu lên máy chiếu thì chúng ta sẽ thấy các cái hiệu ứng của nó sẽ xuất hiện đúng không? Đấy, phần 3 này, phần 4 này, phần 5, phần 6 đúng không? Tất cả những cái nội dung này khi đến phần 6 rồi thì đương nhiên cái này bên này nó sẽ xuất hiện sang cái slide thứ hai. Bởi vì tôi có một slide cho nên nó hiện màu đen này, có nghĩa là nó đã đến cái phần kết thúc và các bạn có thể đọc được toàn bộ các cái nội dung
hay là trình bày cái nội dung mà chúng ta đã ghi ở trong nốt. Còn trên PowerPoint thì chúng ta chỉ cần thể hiện các cái nội dung chính thôi. Đấy. Đây là một trong những cái thủ thuật quan trọng mà những người mà gọi là trình chiếu chuyên nghiệp ấy, thì người ta sẽ thường người ta sẽ dùng nốt để người ta thực hiện các cái bài giảng cũng như thực hiện các cái bài trình chiếu của mình. Và video của chúng tôi cũng xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm.